Thưa quý vị và bà con, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với liên kết giữa doanh nghiệp hộ sản xuất thông qua mô hình hợp tác tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản là một trong những mô hình sản xuất bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Mô hình này đang được một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện. Chuyên mục khuyến nông kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu cùng bà con về hoạt động của mô hình. Những năm gần đây, mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với hộ nông dân thông qua hợp tác xã được hình thành. Thông qua sự liên kết này, nên việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân khá thuận lợi, mang lại lợi nhuận khá cao cho các thành viên nông hộ. Hiện toàn tỉnh đã có 130 hợp tác xã với gần 40.000 thành viên. Hợp tác xã Vĩnh Cường, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình là hợp tác xã hoạt động dịch vụ sản xuất và bao tiêu lúa cho nông dân. Hợp tác xã được thành lập năm 2014. Kết quả hoạt động sản xuất trong những năm qua cho thấy hiệu quả được nâng lên theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phục vụ cho các thành viên và nhân dân ở địa phương được hợp tác xã tiến hành khá thuận lợi, nhất là việc chủ động liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, tổ chức dịch vụ cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Tình hình hoạt động của Vĩnh Cường đạt ra rất là nhiều thuận lợi, rất là nhiều khả quan. Thứ nhất là vấn đề về cái chuỗi, thì hiện nay chỗ Vĩnh Cường chúng tôi đã đồng hành cùng với Sở Nông nghiệp cũng như Ủy ban tỉnh đã kết nối và ký kết hợp đồng với cho 4 huyện Hòa Bình, và Vĩnh Lợi, Phước Long và Giá Gai, thì trên diện tích là 20.000 ha. Và đặc biệt thì riêng ở huyện Hòa Bình thì chúng tôi đã ký kết là được 10.500 ha. Còn về cái chuỗi thì hiện nay là chỗ chúng tôi là đảm bảo được cái đầu vào đầu ra cho bà con và đảm bảo được cái lợi nhuận cho bà con. Thứ nhất về vấn đề đầu vào thì chỗ chúng tôi cũng đã kết hợp với tất cả các công ty đầu vào như là giống, phân bón, thuốc, bảo vệ thực vật thì đảm bảo được cái lợi nhuận cho bà con. Và đầu ra thì chúng tôi sẽ thu mua toàn bộ với diện tích bao tiêu và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bà con với diện tích là 100-150 đồng trên 1 kg lúa. Hiện nay, Hợp tác xã Vĩnh Cường đang triển khai thực hiện mô hình sản xuất bền vững và an toàn, hướng dẫn nông dân áp dụng mô hình sản xuất lúa gạo bền vững theo chuẩn quốc tế SRP. Với mục tiêu thúc đẩy kinh tế và giảm nghèo bền vững thông qua cải thiện những tác động tiêu cực tới xã hội và môi trường của sản xuất lúa và các hoạt động liên quan trong chuỗi giá trị với các mục tiêu, thúc đẩy người sản xuất và chế biến lúa gạo áp dụng và thực hành theo tiêu chuẩn SRP và các tiêu chuẩn liên quan theo yêu cầu của nước nhập khẩu, vận động thúc đẩy chính sách tín dụng theo mô hình chuỗi giá trị có lồng ghép các tiêu chí sản xuất và tiêu dùng bền vững. Hiện nay chúng tôi cũng đã kết hợp dự án của Đức và tập đoàn Âu Lam để mà chúng tôi đã hỗ trợ cho chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Thì cho đến nay thì chúng tôi đã cũng đang làm là vừa qua thì chúng tôi đã làm 2 huyện rồi. Sau này vụ thu đông tới thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm ở huyện Nhá Gai, đặc biệt là chỗ hợp tác xã lúa vàng, để mà làm sao để cho bà con nhận thức được cái tầm quan trọng của tình hình xuất khẩu gạo như hiện nay, để làm sao mà chuyển đổi cái ý thức của người dân để làm sao sản xuất cho lúa nó được an toàn, để mà xuất khẩu được giá và cũng đem lại được cái lợi nhuận cho bà con của chúng ta. Hiện nay thì bà anh cũng biết thì tình hình chung là không phải riêng ở Bạc Liêu và tình hình chung của cả nước. Bà con cứ theo cái tập quán là miễn sao là cứ làm sao cứ có năng suất, cho họ không có hiểu được làm sao mà để cho cái hạt lúa nó có chất lượng. Thì từ chỗ đó mà chúng tôi kết hợp với dự án để làm để tập huấn và chuyển giao cho bà con, thay đổi cái ý thức của bà con để sao bà con nhận thức được làm sao mà để cho cái thứ nhất là để đảm bảo môi trường, thứ hai là đảm bảo cái sức khỏe cho bà con, thứ ba là đảm bảo được cái mà tình nếu như mà chúng ta được cái mà gạo nó chất lượng thì chúng ta cái tình hình xuất khẩu của chúng ta sẽ nó được khả quan hơn. Nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể phát triển theo hướng bền vững, thời gian qua, mô hình liên kết nuôi tôm sú quảng canh cải tiến theo chuẩn ASC thuộc khuôn khổ dự án WWF Việt Nam được triển khai thực hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long khá đồng bộ. Với mục đích thúc đẩy kinh tế và giảm nghèo bền vững thông qua cải thiện những tác động tiêu cực tới xã hội và môi trường của sản xuất tôm và các hoạt động liên quan trong chuỗi giá trị với các mục tiêu, thúc đẩy người sản xuất và chế biến tôm áp dụng và thực hành theo tiêu chuẩn ASC và các tiêu chuẩn liên quan theo yêu cầu của nước nhập khẩu, đẩy mạnh tiếp cận tài chính và cải thiện hiệu quả sản xuất bằng cách áp dụng các thực hành quản lý sản xuất tiên tiến và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trao quyền cho người sản xuất quy mô nhỏ để họ được tổ chức tốt hơn,
và nâng cao vai trò tập thể trong việc gây tác động tới chính phủ và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị. Vận động thúc đẩy chính sách tín dụng theo mô hình chuỗi giá trị có lồng ghép các tiêu chí sản xuất và tiêu dùng bền vững. Mục tiêu của dự án bao gồm 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là chúng tôi thúc đẩy xây quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên trong nuôi tôm, đặc biệt là có sự tham gia của nam giới, nữ giới và thanh niên. Mục tiêu thứ hai của chúng ta là thúc đẩy những cái chuỗi liên kết nuôi trồng, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm theo hướng bền vững giữa các doanh nghiệp cung cấp đầu vào như con giống thức ăn và các doanh nghiệp cung cấp đầu ra như các nhà máy chế biến với các hợp tác xã trong vùng dự án. Và mục tiêu thứ ba của chúng tôi chính là phối hợp cùng với các đối tác, với cái nhà hoạch định chính sách trong cái việc xây dựng và góp phần vào cái việc đưa ra những cái chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Đó là 3 mục tiêu chính của dự án. Thì trong thời gian vừa qua thì dự án cũng phối hợp với các đối tác địa phương. Cụ thể ở đây là Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Chúng tôi cũng phối hợp triển khai những cái hoạt động như là tập huấn về quản lý, nâng cao lực quản lý tổ nhóm, tập huấn về kỹ thuật nuôi và đồng thời đặc biệt là những cái khóa tập huấn về hướng dẫn những cái quy trình nuôi nuôi theo các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản hướng bền vững như là tiêu chuẩn AAC cũng như là tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài ra thì cũng phối hợp để tổ chức những cái hội thảo, đặc biệt là những hội thảo liên kết về đầu vào với các công ty giống, các công ty thức ăn, với các hợp tác xã. Hợp tác xã Quyết Tâm, xã Phước Long, huyện Phước Long là hợp tác xã sản xuất theo mô hình lúa tôm. Hợp tác xã có 207 thành viên với diện tích sản xuất là 350 ha. Tuy mới thành lập được hơn 2 năm, song tình hình hoạt động đã có bước khởi sắc. Các thành viên trong hợp tác xã luôn duy trì và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kỹ thuật, nên việc sản xuất lúa và tôm của nông dân khá thuận lợi. Năng suất lúa tôm luôn duy trì ở mức khá cao. Hầu hết các thành viên hợp tác xã đều phấn khởi và cho rằng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị theo chuẩn ASC là một mô hình sản xuất bền vững, hiệu quả sản xuất được nâng lên đáng kể. Song do chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn ASC nên hiệu quả sản xuất của xã viên chưa được cải thiện. Do tình hình sản xuất của bà con nông dân ở đây thì hầu hết là năm nay so với năm trước thì năm nay nó có phần giảm năng suất hơn. Đặc biệt là về cái năng suất con tôm thì nó đã giảm rồi, nhưng mà cái giá cả nó cũng lại giảm so với năm trước luôn. Có thể là như hiện nay đó là cái tôm thẻ đó, cái con tôm thẻ đó là cái giá, cái kích cỡ là khoảng 80 con một ký đó, thì cái giá hồi năm rồi là từ 100 đến 101, nhưng năm nay còn khoảng 8 đến 90 ngàn một ký. So với năm trước là giá năm nay thấp hơn. Lúa thì năng suất lúa thì cái thuận lợi của bà con ở đây làm thì lúa thì nói chung là tốt. Nhưng mà về cái năng suất lúa cũng cao, nhưng mà do cái giá cả của thị trường á, so với năm nay cái năm 2018 với năm 2019 thì cái năm 2019 thấp, nó thấp hơn và một ký là trên là khoảng 1.000 đồng. Với đó là một bụi kể cả ép lai, nhưng mà cái ép lai đặc biệt cái là bà con nông dân á, thì có làm nhưng mà cái số lượng nó rất cũng ít. Nhưng mà hình như là cái ép lai là không có thương lái lại mua. Nếu nó mua nó cũng ép xuống tận đá giá luôn chứ không có cao mặn mà như mấy năm trước. Được sự trước đây là chỉ đạo của cấp trên cũng như muốn nói là của tỉnh cùng với huyện kết hợp các ban ngành là đầu tư cho hợp tác xã này là rất lớn. Cũng như tôi nói là kêu gọi các cái nhà doanh nghiệp lớn để đầu ra cho bà con an tâm vấn đề sản xuất. Thì tôi nói cái này là nó có thuận lợi cho hợp tác xã dễ dàng lắm. Nhưng còn bữa cây lúa này thì tất nhiên được cấp trên cũng quan tâm. Nhưng mà các cái nhà doanh nghiệp giờ hiện nay nó cũng đang xuống gặp tôi để chuẩn bị để xem xét hợp tác bao tiêu cho giống lúa mình. Thì như vậy thì chúng tôi, cái dân, ngoài ép giá là chúng tôi không sợ ngay. Vì mình được hợp tác xã và được cấp trên cũng quan tâm với mình. Hai nữa cái nhà thu mua đó họ cũng tin tưởng với mình. Thì cái này tôi nói là cái thuận lợi đối với, nhưng còn cái sắp tới đó, muốn kiến nghị mà cái ngành có liên quan nó giúp cho chúng tôi đó là được cấp trên nhà có liên quan là công nhận được cái giấy chứng nhận ASC. Nếu được ASC này thì con tôm của chúng tôi nó được cao hơn từ 5.000 tới 10.000. Thì bà con nông dân thu hoạch thì mỗi một năm như vậy thì họ phải lên được mấy triệu bạc. Thì thấy cái nó thuận lợi cho vấn đề hợp tác xã. Kết quả bước đầu từ những đơn vị ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo chuỗi liên kết cho thấy, tuy còn hạn chế ở một số mặt, song nó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức cho người nuôi tôm thông qua các buổi hội thảo, đối thoại và tập huấn. Cái lợi trước hết đối với hộ nuôi tôm theo chuỗi liên kết
đó là giảm được chi phí đầu vào, nâng cao giá trị đầu ra. Sản phẩm làm ra được các công ty bao tiêu và giá thu mua cao hơn thị trường. Chủ trương của đảng, nhà nước thì rất chăm lo đến đời sống người nông dân, muốn nâng cao vị thế của người nông dân trong xu thế hội nhập. Mà người ta thường nói thì muốn đi xa, muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì hãy cùng nhau đi. Mà trong xu thế hội nhập thì người nông dân và doanh nghiệp muốn đi xa thì phải liên kết lại và liên kết tạo thành một cái chuỗi thống nhất từ sản xuất cho đến bàn ăn đó, và đảm bảo cho việc chi xuất nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng sản phẩm của mình sản xuất ra và sản xuất những cái gì mà thị trường cần đó. Và hiện nay thì trung tâm cũng đã phối hợp cùng các tổ chức và các cái tổ chức thì để xây dựng cái chuỗi liên kết, thì bước đầu đã hình thành được một số chuỗi liên kết, thì bà con cũng có trao đổi mua bán với doanh nghiệp, thì điều đó chứng tỏ là chúng ta cái chuỗi liên kết nó đã thật sự bước đầu đi vào cuộc sống. Thì cái này sắp tới thì đòi hỏi sự vận động của các ngành, các tổ chức và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương thì để mở rộng thêm và chúng ta cũng xây dựng hình thành cái một vài cái điểm để chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta cũng tiếp tục đi học hỏi các cái tỉnh bạn trong quá trình liên kết chuỗi, và chúng ta từng bước chúng ta hoàn thiện một số mô hình điểm rồi sau đó chúng ta sẽ nhân rộng ra đó, để giúp cho nông dân mình sản xuất. Khi sản xuất là có nơi bao tiêu và bao tiêu được cái giá nó hợp lý đó, và thỏa mãn nhu cầu của đôi bên đó, thì và chất lượng sản phẩm được chi xuất nguồn gốc, thì đây là một vấn đề rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng tất cả những người sản xuất cũng muốn và doanh nghiệp cũng muốn đó, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đến một giai đoạn nó sẽ hoàn thiện cái chuỗi liên kết này. Bên cạnh những kết quả khả quan, các hợp tác xã hoạt động thực hiện chuỗi liên kết trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn những hạn chế. Đó là nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi, điện cho dùng sản xuất còn thấp, khó thay đổi tập quán sinh hoạt, tập quán sản xuất của bà con. Hợp đồng trực tiếp giữa nông dân và doanh nghiệp, nhà máy chế biến thường bị biến dạng thành hình thức hợp đồng giữa nhà chế biến và thương lái. Ít có thông tin trao đổi trực tiếp giữa nhà chế biến và nông dân. Hợp đồng sản phẩm chỉ hướng tới những đơn vị, nông hộ có quy mô sản xuất lớn. Mặt khác, trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn việc thực hiện cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể. Vấn đề này là một trong những tồn tại làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện chính sách 4 nhà trong lĩnh vực thủy sản của tỉnh trong thời gian qua. Để khắc phục những khó khăn trên, trong thời gian tới, việc thực hiện chuỗi liên kết cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân. Thực hiện chính sách hỗ trợ, xây dựng các tổ đại diện nông dân, thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ quản lý tổ hợp tác xã về liên kết sản xuất và tiêu thụ theo mô hình cánh đồng lớn. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sử dụng ngân sách nhà nước, kêu gọi các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng nhau đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất trong vùng cánh đồng lớn. Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng, hệ thống giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất. Phối hợp với các cấp các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát ký kết và thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện nông dân. Xây dựng hệ thống thông tin minh bạch và dự báo về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các công ty doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm liên kết hai nhà, công ty doanh nghiệp, nông dân trực tiếp sản xuất, có sự hỗ trợ của nhà nước.